Xin chào bạn, đây là máy nghe nhạc Benji K8 bản 2020 bên mình ha. Thì nó bản 2020 thì nó giống hoàn toàn với bản 2019 thôi, nhưng mà bản nâng cấp của nó là sẽ là Bluetooth 5.0. Và ở đây các bạn có thể thấy là có loa ngoài, có phiên bản 4G hoặc 8G tùy các bạn chọn, và có phiên bản không có loa ngoài luôn. Phiên bản không có loa ngoài thì sẽ là không có Bluetooth. Nó sẽ được tặng kèm tai nghe, dây cáp sạc, và các bạn có thể chỉnh dữ liệu đây. Và đây là phiên bản màu trắng đó, các bạn có thấy màu trắng rất là đẹp, màu đỏ, màu đen. Và ở đây các bạn có thể thấy là nó sẽ là cảm ứng nha, cảm ứng toàn màn hình, nút volume ở đây, nút nguồn, khe cắm thẻ nhớ, chui sạc và jack 3.5 ở đây, các bạn có thể xem đây. Rồi đây chỉ là một clip trên tay nhanh thôi, clip chi tiết mình sẽ để link ở bên dưới số điện thoại ở đây, và ở đây link mua hàng mình sẽ để bên dưới luôn nha. Rồi xin cảm ơn các bạn.